Đúng hè lên tiền lại về những video lặn biển săn bắt cho cô chú chị nhà mình xem. Và ngay lúc này thì anh em mình cũng tranh thủ xuống lặn biển nha. Rồi anh em cũng sửa soạn chuẩn bị những cái thiết bị đâu đó xong xuôi hết rồi. Vị trí hôm nay anh em mình lặn là ở Cường Xanh. Ở Cường Xanh chuyến này anh em mình chủ yếu là bắt đủ các loại hải sản và hải sâm là chính nha. Rồi cũng tới giờ lặn rồi. Chuyến Cường Xanh hôm nay thì cả nhà xem toàn video sẽ biết nha. Anh em này có góc phép nè. Bây giờ thì ở phía bên còn anh Thiện, bạn Trương và anh Giang. Anh Giang thì đi theo trải nghiệm. Rồi hôm nay thoải anh Giang ha. Hôm nay là biển rất là động nha, nhưng mà không sai sóng. Thật sự mà nói đi trải nghiệm như thế này thì biển mới được, chứ mà biển động là chịu không có nổi đâu. Chuyến lần biển Cường Xanh này thì anh em mình đi tận 6 hôm. Và đêm hôm nay là đêm thứ hai. Về mực nước anh em mình chạy cho vị trí hôm nay là đâu đó khoảng 16 mét đổ lại, không quá 17 mét nha. Là tương đương khoảng 10 sợi tay. Bây giờ thì em Tiên cứ thể tự do thì nó sẽ chịu chìm xuống dưới đại dương. Do là Tiên mang trên mình đâu đó khoảng 6 đến 7 kg chì. Để mà xuống mực nước sâu thì em Tiên phải giảm ép tay và thả nước hương ra. Khoa mặt này là quy trình bắt buộc phải có trong kỹ năng. Con hải sâm gai là con thứ nhất mà em Tiên bắt được. Cứ một con hải sâm như thế này thì em Tiên thu về là 60 ke. Hả cha, về đây là một con hải sâm táo. Là hải sâm táo này thì chuyên gia để ngâm rượu. Tiên chưa ăn là hải sâm này bao giờ. Mẹ nghe bảo cũng rất là ngon và bổ nữa. Như vậy là Tiên cũng được con thứ hai. Con này thì nó đang ở trong hang bò đe để đi ăn. Vào khoảng lúc 6 giờ tối là bắt đầu hải sâm nó sẽ tìm thức ăn. Tiền đố mọi người tiền chọt bao nhiêu cái chọt mới được con hào hương này đấy. Hiện tại thì anh em mình đang tập trung để bắt một con gì để em Tiên lay camera vào xem sao. Và Tiên đã thấy rồi đây. Á xà, một con cá bò dép rất là to luôn. Cái bò dép thì nó sẽ ngủ kỹ như thế này đây. Nó tìm những cái tảng đá to và có những cái hang sâu để ẩn thân vào và ngủ. Nếu mà không xuyên dòm những cái hang thì có thể là không phát hiện ra luôn. Trong lúc mà tập trung bắt cái con bò dép thì Tiên phe để tìm thêm một con hải sâm gai. Nó nằm ở trong cạnh cái hang của con bò dép luôn nè. Đấy, anh em đang có chờ bắt. Và như vậy là Tiên cũng được con thứ ba. Để thử tăng này em Tiên được bao nhiêu con hải sâm gai nha. Về cứ nhân số tiền ra thì biết một tăng em Tiên được bao nhiêu tiền. Sau một hồi thì anh em mình cũng tập trung đông đủ. Do là con bò dép này khó bắt á, cho nên anh em phải chờ đèn lại với nhau. Bắt xong thì mới đi một lượt. Chứ mà người nào bắt, người nào đi thì keno phía trên cũng không có dòng được nha. Về đây anh em mình đã cầm được cái điểm yếu và điểm mạnh của cái con bò dép. Thì nó không thể chạy đi được. Con này cũng rất là to, phải hơn 2 kg. Nhưng mà đừng có quá 3 ký nha. Bè ký thì nó sẽ tính là 2. Nếu mà dưới bè ký thì bò dép được 250, mà là trên bè ký thì bò dép nó còn khoảng 100.000 trên 1 ký thôi. Và như vậy thì anh em mình cũng bắt xong và chuẩn bị chia sẻ ra để đi săn hải sản. Thường thì ít khi tập trung như thế này lắm. Trừ khi có những hải sản có giá trị cao thì anh em mới nháy đèn để phụ bắt với nhau như thế này. Chắc là khóa cái con bò dép này luôn nè. Con ốc này nó đang có định lũi xuống cái lớp cát này. Nhưng mà chưa kịp lũi thì em Tiên đã phát hiện ra rồi. Ốc này thì ốc bàn tay nha. Thịt ăn rất ngọt. Chấm với mắm gừng ăn cực kỳ ngon luôn. Dưới này thì có 2 con hào hương. Cả nhà thấy không? Như con trước thì em Tiên chọt tận 27 cái thì nó mới rụng xuống. Mà không biết con này chọt bao nhiêu cái.
có những con chọt khó quá thì em Tiên cũng phải bỏ nha. Đây, vậy là con này Tiên chọt được một con rồi, còn một con có lẽ là chọt không có được. Lý do là Tiên không tìm được cái điểm yếu á, cho nên cực kỳ khó bắt luôn. Ốc gai, ốc này thì ăn cực kỳ ngọt thiệt nha. Em Tiên khoái ăn là ốc này. Lúc này thì em Tiên đang ăn mừng một con hải sản gì có giá trị đây. Wow, cả nhà có phát hiện ra là cái con gì không? Đây là một con bạch tuộc đang có nguyệt rang. Vệ Tiên cũng đã phát hiện ra, nó chật chạy kia. Con này không biết nó đang có đi đâu, đang có đi tìm cặp hay đi săn ngoài nữa. Thường thì bạch tuộc nó sẽ ở trong hang, nhưng mà con này thì nó nằm lộ thiên. Thì cuối cùng thì nó cũng đã tìm được một cái hang để ẩn nấp này. Em Tiên phải cố gắng lùa nó ra và bắt cho bằng được. Rất là mừng khi gặp được những con hải sản có giá trị cao như thế này. Chu kỳ sống và vòng đời của bạch tuộc cũng giống như là mực nang nha. Sau khi mà nó đẻ thì nó sẽ giữ trứng, giữ trứng cho đến khi nào mà nó yếu và nó tự hy sinh luôn. Và vòng đời của nó đâu đó sống khoảng 1,5 năm thôi. Và vào mùa thì từ tháng 8 và tháng 4 hàng năm. Con này nó trốn kỹ quá. Sau một hồi thì em Tiên lật tảng đá ra, nó cũng lộ ra ngoài như thế này. Cái con này khá là to luôn, 3-4 kg. Tiên vật lộn cái con này mất hết cũng 3-4 phút đó. Nhưng mà cuối cùng thì cũng đẻ được nè. Wow, đẻ cực kỳ. Đấy, đây là con cảnh của con bạch tuộc. Thì bạch tuộc này mọi người làm món gì ngon có biết không? Riêng em Tiên thì thấy nó không ngon cho mấy nha. Hay là Tiên không biết cách làm. Làm kiểu món Nhật Bản chấm sashimi ăn cũng rất là giòn. Có nhiều khi anh em mình đi gặp một chỗ 2-3 con, về có khi là 4 con một chỗ luôn. Nó sẽ tạo ra 4 cái hang về ẩn nấp ở trong những cái hang. Có nhiều con nó sẽ lấy những cái cục đá về tủ lại, chỉ lú một cái lỗ để cho nó thở thôi. Về con này thì em đã thu phục được. Thêm con cái kình trắng nữa nè. Cái kình trắng thì nướng mọi, nấu canh chua, hoặc là luộc cuốn bánh tráng chấm với mắm mì. Ồ, nó chạy ra mất tiêu rồi. Để em Tiên tìm thử có được không. Nó chạy qua cái chỗ này nè. Tiên cũng đã xăm được nó rồi. Mọi người biết đây là một con cá gì không? Đây là một con cá nóc. Cá nóc này có tên gọi là cá nóc mú nha. Loại này thì ở đảo Phú Quý của em thì không có ai dám ăn. Nhưng mà một số đất liền như là Kè Né nè, Nhạc Lan thì lại ăn con cá này. Thôi em Tiên sợ sai không có dám ăn đâu. Và đây là con cá chàm, cá đỏ cũ, dùng để làm chẻ. Em Tiên có bán chẻ cá chàm này ở trang Hải Sản Văn Tiên TV. Mọi người gõ vào Facebook để mua ủng hộ em. Về dưới này là có một con hậu hương nữa này. Hậu hương thì có mấy chuyến trước anh em mình đi chủ yếu bắt hậu hương á. Nó rất là nhiều, đi một đêm là có thể là lên cả ngàn con. Nhưng mà chuyến này thì anh em mình tập trung bắt hải sâm là chính. Thì hậu hương thì không có chú tâm. Bắt hậu hương thì mang cái búa đi rất là dễ bắt nha. Thêm con cá nữa. Wow, cái con cá kinh này phải nói là series đại rồi, rất là to nha. Khoảng 4 con 1 kg. Cả nhà biết cá gì đây không? Nó giống như là một cục đá, nhưng thật ra là một con cá mặt quỷ. Cá này thì anh em mình gọi là cá giớn. Nó đâm cực kỳ nhất luôn nha. Con này thì em Tiên không bắt. Còn hải sâm gai nữa nè. Nó nằm rải rác rất là nhiều. Sau cái bụi cây này em Tiên phát hiện ra tầng 2 con cá này. Có một con cá mó và một con cá mú lóng nha. Cái mú lóng màu đỏ rất là đẹp. Nhưng mà con này hơi nhỏ cho nên em Tiên không có bắt. Và hai con này thì Tiên cũng không có bắt luôn. Đây đây, có một con cá kình dưới này nữa nè. Cá kình này nó nép kỹ ghê. Loại cá mà mới bắt lên như thế này á, luộc lên cuốn bánh tráng ăn đẻ lắm. Em Tiên lại tìm thấy cái hiệu nháy đèn của anh em, cần hỗ trợ bắt con gì đây? Và thấy tấm lưới là biết bắt cái mú rồi. Đây là em Trường đang có tìm cái con cá mú, nó nếp ở trong cái hang này.
Giờ thì cứ việc giăng lưới về bao vai cái con cá mú thôi mọi người. Đây là cách bắt cá mú hiệu quả nhất đó giờ anh em mình hay dùng này. Thì như vậy là con cá mú nó cũng đã chạy về đóng lưới. Cứ việc giăng tiếp miệng của con cá mú, sau đầu lấy cái chĩa lùa về là nó sẽ chạy về nha. Cái tấm lưới này có thể bắt được cái con cá nặng 3-4kg là bình thường. Lưới rất là chắc. Thì con này thì chỉ có hơn 700g thôi. Cũng được tính lá một nha, 600.000 đến 800.000 trên 1kg với giá thời điểm hiện tại. Bây giờ thì em Tiên sẽ kéo lấy cái vợt xuống để đựng con cái mú. Như vậy là được hai con rồi. Đây là cái vợt của em Trương nha. Còn cái mú nó ăn mồi hoặc mồi dây quét lời luôn nè. Bắt cái mú thì cũng phải nâng niu. Mùa nước ấm cái mú chắc là khó nuôi nha. Em Trương bắt sao lỡ hết mình rồi. Càng lỡ vảy là lên nuôi nó không có sống được. Mà thôi có còn hơn không, anh em lên chăm sóc kỹ một tí là sẽ được ngay. Và như vậy là hai con này cũng hơn 1kg. Rất chi là tuyệt vời luôn. Con hầu hương này em Tiên chọt phát là được ngay. Nó có điểm yếu rất là rõ ràng. Về đây là những cái con ốc mặt lăng, anh em gọi là ốc mặt lăng láng nè. Cái màu sắc thì cũng cực kỳ đẹp luôn. Wow, đó là con cái nóc. Mấy cái nóc phi này toàn là mấy con to to bự bự, toàn là trên 4-5kg không. Phải gọi là to chè bé lửa luôn. Tại vì không ai ăn á, cho nên nó lớn một phần thì cũng không ai bắt á. Đây là anh hai mình nè. Bây giờ thì mới cận cảnh. Về hải sản của anh hai mình cũng khá là ổn nha. Hải sâm thì khoảng 5 con. Được thêm con tôm hùm nữa. Cứ thế tập trung ánh đèn là mọi người cũng biết anh em tới giờ lên. Rồi bây giờ thì cứ đu giờ sai lên về đổi thành quả ra. Thôi thì sẵn tiện nay em Tiên cũng mời cả nhà mình xem thành quả của Tiên cũng như mấy anh em thử nói nhiều hay ít về trời sao nha. Dọn dẹp hải sản này. Được cò và tuộc này. Vượt hải sản nè. Còn đây là con cái chim mú, còn gọi là cái ninh heo. Rất ngon nha. To cái này to luôn. Em có đú lùa không kìa? Thì cái kinh đúng không? Rồi lấy kia chứ mà cua luộc anh cơm được không? Đầu tiên ấy cái là luộc anh. Bây giờ sắp hầu lên chưa? Hầu thì anh em mình tập kết lại phía trước này.
Đây là những con hào hương. Sau khi dọn dẹp xong thì bây giờ anh em mình đang dừa để tết nguyện. Đây là cái dừa này, em Huy sẽ chia ra làm 9 phần và làm gì nho dưới lại. Có đủ như vậy chị. Chúng ta chia sẻ cho đẹp nam ạ. Đẹp nam đúng không mẹ? Có dài dữ à? Thì anh em mình sẽ đùa em lót dẻ như thế này, chúng ta lần tăng tiếp theo nha. Cứ mỗi tăng lên sẽ ăn như thế này. Đã kể nhà xem cái cảnh bên em mình ăn uống này, đơn giản và một mạc. Cũng may là biển nó em, chứ mà biển nó lạnh thì ăn uống như thế này dù một kẹp luôn. Thôi, tiền giai đầu khổ được nghỉ ngơi đây. Giờ thì chào cô chú chị.